Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt treo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ như gia đình của Thiên Chúa rất thân mến, đặc biệt với cậu mợ của con rất quý yêu. Hôm nay chúng ta quy tụ với nhau để tôn vinh bí tích hôn phối của giáo hội Công giáo chúng ta, và đồng thời tôn vinh những người sống trong đời sống gia đình nhưng luôn luôn gắn bó với nhau qua lời thề hứa của bí tích hôn phối. Mà cụ thể hôm nay, ông bà cố Giuse và Teresa Maria cử hành tạ ơn Chúa với bí tích hôn phối 60 năm qua. Đây chính là một hồng ân Chúa ban. Và đồng thời chúng ta dùng lời Chúa hôm nay, lời Chúa của ngày thứ 6 tuần thứ 16 thường niên, để soi chiếu vào cuộc đời của bí tích hôn phối. Nhờ đó chúng ta nhận ra được rằng đã có những hạt giống làm lời 100, 60, 30, mà đồng thời cũng có những hạt giống đang phải đối diện với những thách đố của quỷ dữ, của sỏi đá cũng như của gai góc trong cuộc đời. Như vậy chúng ta sẽ có thể cùng với ông bà cố Giuse và Teresa Maria để tạ ơn Chúa về những thành quả của 60 năm trong đời sống hôn phối. Thành quả thứ nhất như là một mùa lúa bội thu, bởi 60 năm vẫn trung tín với nhau, 60 năm vẫn giữ lời thề hứa của bí tích hôn phối, 60 năm nắm tay nhau để bước lên trên con đường thánh thiện trong ơn gọi đời sống gia đình. Và tạ ơn Chúa, sau 60 năm ông bà cố Giuse và Teresa Maria vẫn còn đang sống bước với nhau. Đây chính là hoa trái của bí tích hôn phối, nơi ông bà cố Giuse và Teresa Maria. Hoa trái thứ hai, chúng ta cùng với ông bà cố tạ ơn Chúa bởi những hoa trái của những người con, những người cháu và những người chắc. 8 người con trong gia đình, 17 người cháu nội ngoại và 4 người chắc làm nên một đại gia đình của Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa, xây dựng hội thánh, xây dựng nước Thiên Chúa ở trần gian và đang tiến bước trên con đường thánh thiện trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống thánh hiến, đời sống linh mục. Đây là hoa trái mà chúng ta cùng với ông bà cố tạ ơn Chúa. Hoa trái thứ ba chúng ta có thể cảm nhận được như là thành quả đặc biệt của 60 năm hôn phối là trong 8 người con, ông bà cố đã dâng mình dâng cho Chúa 2 người con trai, một ở dòng Đa Minh, một thuộc giáo phận Xuân Lộc.
và đang phục vụ không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài nữa. Đây chính là thành quả của 60 năm hôn phối. Chúng ta tạ ơn Chúa như là hạt giống Chúa đã gieo trong gia đình của ông bà cố Giuse Teresa Maria đã có những chỗ sinh hoa trái 160-30. Cùng nhau chúng ta tạ ơn Chúa. Và trong tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cùng dâng lên cho Chúa và cùng trao tặng cho ông bà có một tràng pháo tay lớn. Tuy nhiên, đặc biệt là trong năm Thánh Các Thánh Từ Đạo Việt Nam, từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 24 tháng 11 năm nay, chúng ta tôn vinh Các Thánh Từ Đạo Việt Nam. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy đời sống gia đình với 60 năm không phải là không có những giọt nước mắt, không có những giọt mồ hôi, thậm chí không có những dòng máu chảy ra để có thể có được những hoa trái như là chúng ta vừa liệt kê sơ khởi ở đây. Quả thật, vẫn còn đó những khó khăn trong đời sống gia đình để như là một hạt giống được gieo vào bên vệ đường mà quỷ dữ có thể cướp lấy đi. Vẫn có thể có những hạt giống gieo vào sỏi đá để rồi nắng thiêu đốt. Cũng có thể có những hạt giống rơi vào bụi gai bị chết nghẹt. Vẫn có những giai đoạn quỷ dữ như lướt thắng. Vẫn có những giai đoạn trong 60 năm đời sống của bí tích hôn phối có những sỏi đá, có những gai góc nảy sinh. Tất cả ắt hẳn không ai có một cảm nghiệm sâu sắc cho bằng ông bà cố Giuse và Teresa Maria về những gai góc, về những sỏi đá, về những cám dỗ của quỷ dữ trong 60 năm đời sống hôn nhân gia đình. Và chính vì thế, để có được những hoa trái của 60 năm trong đời sống gia đình, đã có những hành vi, những lời nói, những cử chỉ tử đạo. Quả thật, sống với nhau để có thể chung tín với nhau 60 năm đòi hỏi chấp nhận những khác biệt của nhau, thậm chí đến nhịn nhục để có thể chung tín với ơn của bí tích hôn phối, để có thể có được một gia đình 8 người con, 17 cháu chắt nội ngoại và đồng thời 4 người chắt, không phải không có những giọt mồ hôi thức đêm dậy sớm và đầy dẫy những khó khăn trong đời sống của người cha, của người mẹ đối với đàn con, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Những dòng máu, những giọt nước mắt, những mồ hôi, những tiếng thở dài, những lo toan là những hành vi của tử đạo trong đời sống hôn nhân. Và cũng vậy, để có được 2 người con trong ơn gọi là linh mục, không phải không có nhiều thao thức, không phải không có nhiều hy sinh, không phải không có nhiều lời cầu nguyện, thậm chí có những sự đóng góp tích cực cho giáo hội, cho xã hội, để làm gương mẫu cho con cái bước vào con đường nền thánh trong đời sống linh mục và tu sĩ. Những giọt nước mắt, những mồ hôi, những tiếng thở dài để con cái có thể lớn lên trong ơn gọi là những hành vi của tử đạo. Chính vì thế, để có được những hoa trái 160-30 cũng cần có những giọt nước mắt, những mồ hôi, những lo toan của hành vi tử đạo trong đó. Và có lẽ chúng ta có thể hiểu được rằng mỗi lần đi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Lộc Hòa này hay là tại những nhà thờ khác, mỗi lần cầu nguyện, mỗi lần đọc kinh gia đình là những đầu tư để cho đời sống hôn nhân được đơm bông kết trái như lòng Chúa mong ước qua dụ ngôn chúng ta vừa nghe. Ở đây chúng ta nhận thấy đã có những lời tạ ơn và đồng thời cũng ý thức được những khó khăn, thậm chí những buông xuôi, thậm chí những thỏa hiệp, thậm chí những bất trung nào đó trong đời sống gia đình tạ tội với Chúa. Tuy nhiên, Chúa vẫn trao
những hạt giống của Chúa vào trong cuộc đời, cho dù bây giờ đã là 60 năm chung sống với nhau, và Chúa vẫn trao ơn gọi đó cho ông bà cố Giuse Teresa Maria. Vẫn còn đó những thách đố, vẫn còn đó những nhịn nhục của tuổi già đang đối diện với đau đớn, bệnh tật, trái ý, trái chiều của nhau để vẫn phải chịu đựng lẫn nhau trong tuổi già. Cho dù có đàn con đông đảo, có cháu có chất, nhưng vẫn còn đó những đối diện với sự cô đơn, bởi con cái có những con đường riêng của nó, các cháu có những con đường riêng của nó, vẫn vò vẽ một mình, lủi thủi hai ông bà với nhau. Vẫn còn đó những thách đố đối diện với hai người con linh mục mà ma quỷ vẫn luôn luôn cám dỗ để có thể làm nguy cơ lạc hướng, mất hướng trong ơn gọi linh mục. Vẫn còn đó những gai góc, vẫn còn đó những sỏi đá, vẫn còn đó những nguy cơ của quỷ dữ mà ông bà cố Giuse Teresa Maria đang phải đối diện trong tuổi già này. Đây lại là một cơ hội để tiếp tục đi vào con đường tử đạo của các thánh tử đạo Việt Nam, tiếp tục đi vào con đường thánh giá của Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu chúc cho ông bà cố Giuse Teresa Maria tiếp tục cuộc hành trình của ơn gọi đời sống gia đình, chung thủy với nhau khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, khi thành công cũng như lúc thất bại, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời anh, mọi ngày suốt đời em. Và vẫn còn đó những đầu tư để có thể trung tín với lời thề hứa của bí tích hôn phối cách đây 60 năm. Và như vậy chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thập giá, những lời của Ngài có thể trở thành những suy tư cho chúng ta nói chung, đặc biệt cho ông bà cố Giuse Teresa Maria hôm nay. Ở trên đó Chúa vẫn phải chấp nhận tử đạo bằng sự tha thứ, lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Ở trên cây thập giá, Chúa Giêsu vẫn còn phải chấp nhận sự thách đố của người trộm bên phải, người trộm bên trái của Chúa, với những khó khăn trong cuộc sống thường nhật của đời sống gia đình, để rồi từ đó biết phân định đâu là đúng, đâu là sai, để nhìn thấy nước Thiên Chúa ở trong cuộc sống thường nhật, như là Chúa Giêsu trên cây thập giá đã hứa ban nước trời cho người trộm bên phải của Chúa: ngay hôm nay con ở trên thiên đàng với ta. Cũng còn đó trên cây thập giá, Chúa Giêsu phải than lên rằng ta khát, phải than lên rằng lạy Cha sao Cha bỏ con. Nhưng đó lại là lúc mà Chúa Giêsu cảm nhận được rằng sự hiện diện của Đức Mẹ, sự hiện diện của môn đệ Gioan bên cạnh là nâng đỡ rất cần thiết cho Chúa. Này là mẹ con, này là con của mẹ. Và chỉ khi đó Chúa Giêsu mới lên tiếng với Thiên Chúa Cha: lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha. Và đó mới là hoa trái, không phải hoa trái 30, 60, 100 mà là hoa trái ơn cứu độ cho toàn thể thế giới này, nhờ vào cái chết của Chúa Kitô mà chúng ta sẽ được phục sinh với Ngài. Với những lời chia sẻ đó, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu chúc cho nhau, và đặc biệt cầu nguyện cầu chúc cho ông cố Giuse, bà cố Teresa Maria, và riêng cháu cầu chúc cho cậu mở đi trong con đường của người gieo giống, chấp nhận đầu tư để xua trừ những cám dỗ của ma quỷ, để lượm lặt những sỏi đá trong cuộc đời, để phát rạng những cái gai góc trong cuộc đời, để trở thành một hạt giống, một thửa đất tốt, đem lại nhiều hoa trái cho nước Thiên Chúa, cho bản thân, cho gia đình, cho giáo hội và cho xã hội. Lời cầu nguyện, lời cầu chúc chúng ta dâng lên cho Chúa bằng một tràng thong tay nữa.